Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh năm 2021, theo đó Đà Nẵng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng. Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh 2021 bao gồm 14 chỉ số thành phần phản ánh 17 mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Kết quả trung bình của 63 tỉnh thành phố trên cả nước năm 2021 đạt 51,38 điểm. Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước với 65,28 điểm. Hải Phòng đạt 64,09 điểm, Quảng Ninh đạt 63,10 điểm, Hà Nội đạt 62,46 điểm, Hưng Yên 62,43 điểm. Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh 2021 đánh giá mức độ phát triển các địa phương trên nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, phản ánh tương đối rõ nét nỗ lực thực hiện phát triển bền vững ở các địa phương đặt trong bối cảnh có những khó khăn về dịch bệnh, các xung đột địa chính trị trên thế giới và bối cảnh trong nước quốc tế chưa thuận lợi khác.